hai vụ án Út Chọc và Vũ Nhôm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo xử lý, cùng được đưa ra xét xử trong sáng nay 30 tháng 7. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân xấu số và cấp cứu người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết xảy ra rạng sáng nay. Đảng Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 6. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những thông tin nổi bật trong bản tin trưa nay 30 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng hôm nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là diễn đàn quan trọng để chính phủ cùng các cơ quan, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nông nghiệp và các hiệp hội ngành nghề cùng nhìn lại, đánh giá tình hình đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp về các kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong thời gian tới. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến hết tháng 6 năm nay, cả nước có hơn 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chiếm khoảng 8% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam trở thành một nước xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới, trong đó thủy sản là ngành có giá trị xuất khẩu cao nhất với 8,3 tỷ đô la, tiếp đến là hạt điều hơn 3,5 tỷ đô la, rau quả đạt trên 3,5 tỷ đô la, cà phê 3,24 tỷ đô la. Ngoài ra, gạo, hạt tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn cũng chiếm số lượng khá. Tuy nhiên, đầu tư phát triển nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tại hội nghị, sau khi nghe những điểm mới của Nghị định 57 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tới cộng đồng doanh nghiệp, các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ trả lời đối thoại với các doanh nghiệp và hiệp hội chuyên gia về nhiều vấn đề liên quan đến chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Thủ tướng sẽ có quyết sách mang tính đột phá, đề ra chương trình hành động và thông qua một số nghị quyết của chính phủ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Kính thưa quý vị đại biểu. Trước đó vào chiều 29 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất rau an toàn tại công ty sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy, huyện Đức Trọng. Đây là doanh nghiệp có doanh thu sản xuất công nghệ cao đạt từ 1 đến 3 tỷ đồng một hecta một năm, cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống. 10% sản lượng của đơn vị được xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Thăm mô hình canh tác rau thủy canh, vườn sản xuất giống, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị công ty cần tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường, nâng cao giá trị liên kết sản xuất, đặc biệt phải quan tâm đến quyền lợi của nông dân, người lao động, chú trọng đến bảo hiểm nông nghiệp. Những vấn đề này chính là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Dự kiến đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ hình thành từ 4 đến 6 trung tâm sau thu hoạch, có công suất chế biến từ 50.000 đến 120.000 tấn sản phẩm một năm. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư chuyển giao công nghệ và máy móc hiện đại. Thủ tướng đánh giá cao lộ trình phát triển hệ thống này của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời khẳng định sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, mang lại giá trị cao và nâng cao mức thu nhập của người nông dân và doanh nghiệp. Trung bình nó nằm ở cái doanh số nằm ở khoảng từ 6. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác, sáng hôm nay tại Hà Nội, tòa án quân sự quân khu 7 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc, cựu thượng tá phó tổng giám đốc công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, cùng các đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức. Tại phiên tòa này, ngoài Đinh Ngọc Hệ, 4 bị cáo khác cũng hầu tòa với vai trò đồng phạm, gồm bị cáo Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn, Bùi Văn Tiệp, cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị cáo Trần Văn Lâm khi phạm tội là tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. Bị cáo Trần Xuân Sơn khi phạm tội là giám đốc chi nhánh tại Bình Dương, công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn. Bị cáo Bùi Văn Tiệp trước khi phạm tội là sư đoàn trưởng sư đoàn 367, quân chủng phòng không không quân đã nghỉ hưu. Một bị cáo nữa là Phùng Danh Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. Ông Thắm là bị cáo duy nhất bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Phùng Danh Thắm trước khi phạm tội là đại tá chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn. Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đồng phạm, trong đó Đinh Ngọc Hệ có vai trò là người khởi xướng và chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội. Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn và Bùi Văn Tiệp giữ vai trò là người thực hành, giúp sức đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử kín đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và các đồng phạm về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. An ninh đã được thắt chặt xung quanh khu vực nơi diễn ra phiên xử sơ thẩm. Cảnh sát giao thông cùng nhiều lực lượng của thành phố Hà Nội được huy động lập nhiều chốt bảo vệ, phân luồng chống ùn tắc quanh tòa. Theo ghi nhận của phóng viên, muốn vào tòa Hà Nội trong sáng nay phải ít nhất qua 3 cửa kiểm soát. Phiên xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước gồm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Công an đã nghỉ hưu; và Nguyễn Hữu Bách, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an, về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. Đại diện Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là phiên tòa xét xử kín, chỉ công khai phần tuyên án theo quy định. Cũng liên quan đến những sai phạm của Vũ Nhôm, mới đây Bộ Chính trị đã quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tướng Thành bị kết luận là vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật, ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công. Bên cạnh đó, Trung tướng Bùi Văn Thành đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng hôm nay trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trên đường vào Bình Định Dương Dâu, thì ô tô chở khách va chạm với xe container đi ngược chiều khiến 13 người tử vong. Tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 10 phút sáng nay, xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 75B00052 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định. Khi đến địa điểm thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, xảy ra va chạm với xe container mang biển kiểm soát 51D41121 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 51R21575 chạy chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể và tài xế xe ô tô, 4 người còn lại trên xe bị thương. Tất cả nạn nhân đều trên ô tô khách, trong khi tài xế xe container bị thương nhẹ. Được biết, xe ô tô 16 chỗ đi từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị vào Bình Định để rước dâu. Hơn nửa tiếng sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, công an tỉnh và các lực lượng chức năng, chính quyền thị xã Điện Bàn đã có mặt kịp thời tại hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân tử vong về quê. Tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ gần như bị biến dạng sau tai nạn, còn xe container đâm chệch hàng rào cứu hộ một đoạn dài. Sau khi tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn và các đơn vị liên quan khẩn trương đưa những nạn nhân tử vong ra khỏi xe, đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng, điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính các nạn nhân đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sau 5 ngày bị người dân liên tục phản ứng, trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc của tỉnh Nam Định đã phải xả trạm. Điều đáng nói là trạm thu phí xả trạm nhưng rất đông người dân phản đối, lại chiếm quyền điều hành, tự động đóng mở barrier để tiếp tục gây áp lực lên chủ đầu tư. Ghi nhận của nhóm phóng viên về tình hình ở trạm thu phí BOT Mỹ Lộc trong sáng hôm nay. Dù trạm thu phí BOT Mỹ Lộc đã xả trạm, thế nhưng rất đông người dân tụ tập tự ý đóng mở barrier gây ách tắc giao thông như thế này. Theo người dân ở đây, những ngày qua họ túc trực phản ứng về dự án BOT Mỹ Lộc này bởi trạm thu phí không đúng và không minh bạch. Từ Phủ Lý mà về đến thành phố Nam Định, một cái quãng đường mà coi như nhà nước đầu tư hơn 20 cây số về đến tận thành phố Nam Định. Thế mà trong khi đó coi như BOT chỉ làm thêm góp vào cùng với nhà nước vài mét đường thôi mà thu cả tiền của cả một đoạn đường 30 cây số của nhà nước làm cho chúng tôi như thế là tôi thấy là bất minh. Theo lãnh đạo trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, những ngày qua trước sự phản ứng gây ách tắc của lái xe, nhiều lần trạm đã phải xả trạm. Và đến thời điểm hết buổi sáng nay, vẫn chưa thể tổ chức thu phí trở lại. Giờ này, tình hình như thế này thì tất nhiên là cũng phải có một thời gian. Chúng tôi hôm nay còn phải thuộc vào tình hình thực tế để chúng tôi tổ chức thu phí. Thông tin chúng tôi vừa nhận được, trong chiều hôm nay tỉnh Nam Định sẽ tổ chức họp báo thường kỳ về các thông tin về trạm thu phí BOT Mỹ Lộc cũng sẽ được lãnh đạo tỉnh cung cấp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình BOT Mỹ Lộc trong những bản tin tiếp theo trên VTC1.
Thưa quý vị, Phú Thọ tiếp tục là tâm mưa lớn trong đợt này khi mà lượng mưa đo được lên đến gần 100mm trong đêm qua và sáng nay. Mưa liên tiếp khiến đất đá từ đồi núi sạt xuống không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn tràn vào nhà dân, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự VTC. Sau một đêm, nhà ông Nguyễn Hữu Thịnh ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn đã ngập gần 1 mét nước. Nước từ đồi núi chảy xuống cuồn cuộn đã làm đổ sập tường rào và khiến nước tràn vào trong nhà gây thiệt hại lớn về tài sản. Mưa dứt, ông tranh thủ nhặt nhạnh những gì còn sót lại dưới dòng nước đục ngầu để khắc phục. Đấy, về thì thấy vỡ tường này thì nước tràn qua cửa sổ. Mà nước bên này ập sang thì nó lại trèo qua tấm này, tầm độ 15 phân. Đấy, thì nói chung là một tuần này là vất vả. Ở ngôi nhà cạnh bên, dù đã rất chủ động phòng chống mưa lũ, song bùn đất vẫn tràn vào nhà bà Bái với khối lượng lớn. Chưa thấy bao giờ có trận lũ như này, còn ở đây cát nó chảy ngoài đường thì là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nó vào nhà vào cửa như trận này thì là bây giờ mà có lịch sử đấy. Dòng chảy nó chảy cực mạnh, mà nó mạnh nó ra tôi mà nhảy ra khi bị chết đuối. Bởi vì thực tế là nó mạnh mà không tưởng tượng. Sống ở khu phố này mấy chục năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên lũ bùn đất tràn vào đến nhà nên người dân rơi vào tình thế bị động. Thiệt hại không chỉ dừng lại ở bộ bàn ghế hay tivi, tủ lạnh, mà đó thực sự là nỗi ám ảnh về những gì mà thiên tai gây ra cho khu phố vốn rất bình yên trong mùa lũ. Tiếp sau trận mưa lớn lịch sử thì trong đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có mưa rất lớn. Nước và bùn và cát từ trên thượng nguồn đổ xuống đã tràn xuống khu vực nhà dân như thế này và ngập đến cái mức đến 60cm. Mặc dù đã dùng rất nhiều biện pháp để che chắn, tuy nhiên cát và bùn vẫn tràn vào nhà, gây thiệt hại rất lớn. Cát xô ra đường ấy, quốc lộ 32A thì đối với thị trấn Thanh Sơn, thì chỗ mà ngập lụt thì phối hợp với công an huyện Thanh Sơn cùng với công ty quản lý đường bộ Phú Thọ là nhất là đặt cái biển báo chỗ cái điểm mà nước ngập thì để bà con di chuyển được khác. Thứ hai là đối với các xô cũng phối hợp với công ty đường bộ là sau cơn lũ thì khắc phục ngay là cái tình trạng cát xô xuống đường để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại. Với địa hình vừa đồi núi vừa gần sông suối nên nguy cơ ngập úng và sạt lở đang được địa phương đặt ở mức cao nhất. Thiệt hại sẽ tiếp tục gia tăng nếu mưa lớn còn lặp lại. Còn với người dân, ưu tiên lúc này là khắc phục thiệt hại, tu dọn bùn đất để sớm vượt qua thiên tai. Khiêng xe lội suối đi ra trung tâm xã để giao thương hay là nhận hàng cứu trợ, đó là cách mà gần 500 hộ dân của 5 bản thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu phải trải qua kể từ ngày 25 tháng 6 tới nay, sau khi trận mưa lớn đã cuốn trôi đoạn cống tạm được địa phương đầu tư qua suối Lóng Né, qua địa phận bản Nậm Ngà và Pà Khà. Điều đáng nói là tại địa điểm trôi cống này thì mùa mưa 2016 và 2017 đã có 2 người dân bị nước cuốn trôi thiệt mạng. Thế nhưng cho đến nay, địa bàn này vẫn chưa hề có một cây cầu bền vững. Để đi ra được trung tâm xã Tà Tổng, người dân của 5 bản phải vượt qua gần 40 km. Con đường ngày nắng đã khó đi, vào ngày mưa thì lầy lội, đoạn đường như xa hơn rất nhiều, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Đến hôm nay sau 1 tháng khi ngớt mưa, nước xuống, người dân vẫn phải khiêng xe hoặc liều đi qua suối để ra trung tâm xã. Mặc dù họ biết việc này có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đây thì từ chiều nắng, có nắng thì tháng 7 thì mưa còn là liên tục luôn. Mà là năm nay thì vừa rồi lũ một lần là sạt chỗ này từ vừa rồi tháng... Năm nào cũng bị như thế này? Năm nào cũng bị trôi. Năm nào cũng trôi. Vâng. Thế xong trôi xong thì người ta lại sửa như thế nào? Thì lấy máy xúc xong đan lại xong đi hết rồi. Được biết đã nhiều năm nay cứ mỗi mùa mưa lũ, nước lên cao là cống tạm bị cuốn trôi và phải nhiều ngày sau thì mới được tu sửa gia cố lại. Một cây cầu vững chắc để đi qua suối là điều mà người dân nơi đây mong muốn nhất. To là phải khiêng xe, thế là hai người về một bánh, phải trồng gậy qua. Khiêng qua khiêng xe thôi, khiêng xe đi qua thôi, không có người đi khiêng xe thì không thể nào đi qua được. Hôm nay nước cạn thì mình qua được hả? Vâng, hôm nay nước cạn thì anh em cũng đi được, nhưng mà nước mà to thì không ai đi được nữa, cứ khiêng xe thôi. Cống hỏng, đường đi lại khó khăn không chỉ ảnh hưởng tới lưu thông mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của bản. Tỷ lệ trẻ đến trường thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Xã cũng đã nhiều lần đề nghị xây dựng cây cầu cho bà con, nhưng qua nhiều mùa mưa, người dân vẫn phải đối mặt với cảnh trôi cống. Những chiếc cống tạm cứ mùa mưa thì lại trôi, và sau khi mưa thì lại được xây dựng lại như thế này. Tuy nhiên, thiết nghĩ là đã đến lúc huyện Mường Tè nên có một phương án bền vững hơn, đó chính là việc xây dựng chiếc cầu đi qua đây để 5 bản ở trong xã Tà Tổng có thể thuận lợi hơn trong việc giao thương, góp phần giúp người dân ở đây phát triển kinh tế xã hội. Được biết, đây là tuyến đường giao thông chính để đi lại giữa người dân 5 bản với các bản và trung tâm xã. Tuy nhiên, đây là tuyến đường liên bản, do vậy công tác khắc phục sau mưa lũ vẫn chưa đến nơi, huyện không bố trí được kinh phí để xây dựng cầu mà phải chờ từ các nguồn khác. Cái hệ thống cống tạm này thì huyện Mường Tè cũng đã biết trong một số năm gần đây rồi. Tuy nhiên là cái nguồn vốn trung hạn không có, cho nên cái việc này vẫn chưa xử lý được. Thế và hàng năm thì Mường Tè vẫn xử lý tạm để đảm bảo giao thông các cái tuyến này. Chỉ trong 2 mùa mưa gần đây đã có 2 người bị cuốn trôi. Và liệu sẽ còn những mất mát nguy hiểm nào rình rập nếu như việc đứt đường trôi cống vẫn diễn ra? Chuyển sang phần tin quốc tế, chỉ ít giờ sau khi các điểm bỏ phiếu chính thức đóng cửa trong cuộc bầu cử tại Campuchia, Đảng Nhân dân Campuchia CPP của Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 6. Theo một tài liệu chưa chính thức từ Đảng Nhân dân Campuchia CPP, đảng này đã giành được 114 trên 125 ghế của Quốc hội khóa 6, được bầu trong cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 7. Bản tổng hợp sơ bộ trên của CPP cho thấy, đảng này đã thắng lớn ở các địa phương như Phnom Penh 10 trên 12 ghế, Kon Dan 9 trên 11 ghế, Prey Veng 9 trên 11 ghế và Kompung Chang 9 trên 10 ghế. Trong khi đó, nguồn tin từ CPP cũng cho hay đảng này đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử với trên 4,2 triệu phiếu ủng hộ trong tổng số hơn 6,8 triệu cử tri đi bầu, chiếm trên 60% số phiếu bầu. Tỷ lệ ủng hộ trên cao hơn nhiều so với số phiếu CPP thu được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 năm 2013 với chỉ 48,83%. Tôi hy vọng chính phủ mới sẽ giúp đỡ người dân nhiều hơn nữa. Chính phủ hiện nay đã làm rất tốt công việc, nhưng người dân mong muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn ông Hun Sen sẽ làm được nhiều hơn. Tôi muốn ông ấy xây dựng thêm đường phố, tạo thêm nhiều việc làm, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư để tạo ra nhiều nhà máy mới ở Campuchia. Cuộc bầu cử quốc hội lần này có 20 đảng tham gia. Theo lịch trình, trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại, Ủy ban bầu cử Campuchia sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11 tháng 8 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 8 tới. Nhân dịp Vương quốc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 ngày 29 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. Lãnh đạo nước ta nhiệt liệt chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6, đặc biệt là tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu cử diễn ra an toàn, tuyệt đối, tự do và công bằng, thể hiện sự tin tưởng của cử tri Campuchia vào tương lai phát triển của đất nước. Các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ sớm có quốc hội và chính phủ mới để lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phồn vinh, với vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng tới Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon. Chuyển sang một vấn đề khác, vấn đề nhập cư luôn là đề tài gây tranh cãi trong nội bộ của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 29 tháng 7 đã tuyên bố sẽ cho phép chính quyền liên bang đóng cửa nếu như Đảng Dân Chủ từ chối ủng hộ sự thay đổi lớn đối với dự luật di trú. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông sẵn sàng cho đóng cửa chính phủ nếu Đảng Dân Chủ từ chối bỏ phiếu ủng hộ cho an ninh biên giới, trong đó có việc xây dựng bức tường tại khu biên giới giáp với Mexico và hủy chương trình thị thực may rủi được chọn một cách ngẫu nhiên. Ông Trump muốn Quốc hội thông qua dự luật di trú nhằm giải quyết các vấn đề nhập cư. Mặc dù Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội, song bất đồng giữa phe ôn hòa và phe bảo thủ ngay trong nội bộ đảng này đã cản trở việc nhanh chóng thông qua dự luật. Đề xuất bức tường biên giới của Tổng thống Trump vẫn chưa được đảm bảo rót vốn lớn sau khi dự luật di trú thỏa hiệp không được Hạ viện Mỹ thông qua trong tháng 6 vừa qua.
Dự luật di trú thỏa hiệp cho phép cấp quyền công dân đối với những người nhập cư Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ, nhưng sẽ cấp 25 tỷ đô la Mỹ để xây dựng bức tường biên giới, hạn chế nhập cư và yêu cầu Bộ An ninh nội địa giam giữ các gia đình cùng nhau trong suốt tiến trình tố tụng hình sự đối với hành vi nhập cư không phù hợp vào Mỹ. Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua dự luật này trước hạn chót là ngày 30 tháng 9. Tờ báo hình ảnh chủ nhật BAMS của Đức ngày hôm qua 29 tháng 7 cho biết là cơ quan công tố Đức đang điều tra cựu giám đốc điều hành hãng xe Volkswagen Martin Winterkorn liên quan đến nghi ngờ ông này có thể đã trốn thuế. Cựu giám đốc điều hành hãng xe Volkswagen, ông Winterkorn vốn đang bị để ý tới các cuộc điều tra về gian lận khí thải của hãng xe này. Tuy nhiên, tờ báo hình ảnh chủ nhật cho biết ông chủ cũ của Volkswagen có thể phải đối mặt với những rắc rối pháp lý lớn hơn. Các tài liệu điều tra cho thấy ông Winterkorn đã chuyển khoảng 10 triệu euro tới các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2017. Một phần của số tiền này có thể chưa trả thuế. Các công tố viên đang nghi ngờ rằng ông Winterkorn có thể đang xây dựng một nơi lưu trữ an toàn tại Thụy Sĩ, phòng trường hợp ông bị phát hiện dính líu đến các thiệt hại của hãng do bê bối gian lận khí thải. Felix Doré, luật sư của ông Winterkorn ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc nói trên. Ông Felix Doré khẳng định ông Winterkorn có quyền quyết định ông muốn tài sản của mình do ai quản lý và bằng cách nào. Luật sư này cũng nói thêm rằng thủ tục tố tụng trên không bao gồm bất cứ cáo buộc nào về thuế. Khoảng 54.000 người Myanmar đã phải sơ tán sau khi các trận mưa lớn gây lũ lụt nhấn chìm nhiều làng mạc và cuốn trôi các cây cầu. Giới chức Myanmar cho biết là 10 người đã thiệt mạng vì lũ lụt, trong đó có 3 binh sĩ quân đội. Ước tính có khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng bởi các trận lụt. Chính phủ Myanmar đã ban hành lệnh di tản ở một số khu vực, đồng thời mở 163 trại sơ tán ở miền Nam, miền Đông và miền Trung của nước này, đồng thời vận chuyển hàng cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng. Mỗi năm, Myanmar phải hứng chịu nhiều cơn lũ nghiêm trọng. Theo tờ Straits Times của Singapore, thì các trận mưa lớn gây lũ lụt tại đây cũng là một phần nguyên nhân gây vỡ đập thủy điện của Lào hồi tuần trước, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm người còn mất tích. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế, thiệt hại về người và về của trong vụ vỡ đập thủy điện CPN Sê Nạm Noi của Lào đã được hạn chế tối đa. Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit đã khẳng định là chính phủ nước này sẽ làm hết khả năng để hoàn thành công tác tìm kiếm những người mất tích sớm nhất có thể. Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit kêu gọi sự hỗ trợ từ toàn thể nhân dân trên cả nước và các nước bạn bè, các tổ chức có tấm lòng mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ những nạn nhân trong sự cố. Cũng theo thông báo mới nhất của lãnh đạo tỉnh Atapu, với tinh thần chỉ đạo tích cực khẩn trương của chính phủ Lào và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công tác cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng lũ đã diễn ra nhanh chóng và đạt được kết quả tích cực. Toàn thể nhân dân trên 6 bản chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố đã được chuyển đến khu vực an toàn. Tính đến ngày hôm qua, Lào đã tìm được 9 thi thể nạn nhân bị mất tích trong cơn thảm họa. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn vì lượng lớn bùn non xuất hiện sau khi nước rút. Phát biểu khi tới thăm Bộ Lao động và Xã hội Lào, ông Sisulit cũng đã cam kết điều tra kỹ lưỡng nhằm tìm ra nguyên nhân sự cố, khẳng định cuộc điều tra sẽ diễn ra minh bạch và công bằng. Ông nêu rõ chính phủ Lào sẽ xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Thưa quý vị, Mumbai đã trở thành thành phố lớn nhất của Ấn Độ cấm dùng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Theo đó, những người sinh sống ở thành phố này sử dụng túi ni lông, cốc và chai nhựa sẽ bị phạt tiền hoặc là 3 tháng tù giam. Động thái quyết liệt này nhằm bảo vệ môi trường khỏi vấn nạn rác thải nhựa của quốc gia đang bị xếp hạng ô nhiễm nhất thế giới này. Với lệnh cấm này, những người sử dụng túi ni lông sẽ bị phạt từ 1,5 đến 8,5 triệu đồng và những người tái phạm sẽ bị giam giữ 3 tháng. Các thanh tra của Mumbai, Ấn Độ trong trang phục màu xanh nước biển đã được bố trí khắp thành phố để giám sát các cơ sở kinh doanh, cũng như nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm rác thải nhựa. Các tiểu thương tại Mumbai cũng đã chuyển từ ni lông sang túi vải hay giấy báo để gói hàng. Những cửa hàng khác cũng nên ngừng sử dụng túi ni lông và chi thêm một chút tiền để dùng túi vải. Chúng tốt hơn và có thể tái chế. Để bảo vệ môi trường, thì việc thực thi những biện pháp nêu trên là cần thiết. Nhưng với nhiều người dân Mumbai, việc từ bỏ thói quen dùng túi ni lông vẫn là vấn đề nan giải. Kể từ khi lệnh cấm túi ni lông được ban hành, nhiều người không còn mua rau của tôi nữa. Họ không muốn rau được bọc vào trong giấy báo. Ấn Độ thải ra khoảng 5,6 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Trước thông tin lệnh cấm được ban hành, các nhà hoạt động môi trường và người dân rất hoan nghênh và tiến hành thực hiện các chiến dịch tuyên truyền tại các cửa hàng, doanh nghiệp.
Họ tin rằng từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông sẽ mất nhiều thời gian, nhưng dần dần những hành động nhỏ của tất cả mọi người sẽ giúp môi trường nói chung và Mumbai nói riêng trở nên sạch đẹp hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay 30 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.